Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu và báo giá cho các bác tham khảo một dòng loa rời bát 50 cho các bác làm súp, đánh sự kiện, phòng hát và các bác chơi gia đình. Mà các bác sử dụng cái củ này thì rất hay các bác nhé. Và chất lượng luôn cho các bác, trong tầm giá tầm tiền cho các bác chơi. Cái mẫu này thì là mới về bên cửa hàng nhà em nên là lên sóng luôn cho các bác, báo giá luôn cho các bác. Đấy, bây giờ em đi em vào giới thiệu chi tiết sản phẩm các bác nhé. Con này thì là bát 50 giờ CF. Cái này thì của xưởng nhà máy Trung Quốc sản xuất các bác nhé. Của hãng Sili. Đấy. Con này thì em giới thiệu mặt trước chứ. Lật, ủa thôi, khá là nặng. Chuyên giúp các bác dùng cái mẫu này thì làm cho các bác lên thùng và đánh súp hơi thôi. Thì đánh uy lực và chắc tiếng luôn các bác nhé. Cam kết cho các bác chất lượng luôn đấy. Rất là bền luôn các bác, dùng dòng này rất là bền luôn. Đấy. Đặt tên luôn các bác nhá. Bát 50 giờ CF nón sần. Đấy. Hàng này hàng loại xịn cao cấp các bác nhá. Con này của nó gân vải 3 cân, màng xếp ly và lượn sóng. Đấy. Nón sần các bác nhá, nón sần này, để ý cho em này. Quá là xịn, màng của nó phủ cao bóng chống nước các bác nhá. Đường kính là loa bát 50. Đấy, các bác nhìn đi. Quá đẹp luôn. Con này thì em lên thùng rồi. Đánh rất hay các bác ạ. Đánh súp mà hơi, đánh súp hơi mà rung hết cả tôn các bác. Con này côn 100 các bác nhé. Côn 100, nhện màu vàng. Đây, cọc chạm vào đây. Silly. Dây điện này được đánh keo màu trắng các bác nhé. Đây. Với con này thì của nó từ 220 côn 100 thì con này từ siêu dày luôn các bác nhìn này. Từ dày, kẹp lỗ bích thép màu đen, kẹp lỗ bích thép dày. Con này công suất nó cũng rơi vào tầm khoảng là 800W trên một cái này các bác nhé. 8 đến 1000W trên một cái này, một cái bát. Con này xương nhôm đúc được cọc chạm này này. Âm dương này, dương này, âm này. Xương nhôm đúc con này đít lồi các nhá, để ý cho em này. Tê lồi. Rồi, bản xương của nó rất là cứng các bác nhá. Chịu đòn rất là tốt. Nhưng cái dòng này đít lồi nhựa xanh nó, nhưng mà có nhìn này, ở đây này. Hàng loại xịn này, cái lưới chống bụi nó ở bên trong các con này. Đấy. Ở những cái lỗ này, 2 4 6 cái lỗ tản nhiệt này. Đấy, các bác lên súp hơi, ở màng ở dưới là màng sần đúng không nhá này. Các bác chơi cái mẫu này thì anh em nào đi lắp phòng hát nhiều được dựng cái bát này thì yên tâm chất lượng này. Sự kiện cũng vậy này, còn gia đình các bác chơi củ này xịn luôn. Giá em đang bán là 2 triệu một cái các bác nhá, 2 triệu một cái. Các bác mua một đôi nó sẽ là 4 triệu. Đấy. Bác thợ nào mà lấy số lượng nhá thì giá tốt luôn. Anh em thợ lấy số lượng thì hãy điện trực tiếp cho em vào số điện thoại 5815 và 72, đây là số hotline nhà em nhé. Các bác có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo. Ở video phần 2 em sẽ dựng cái mẫu bát này lên cái thùng súp hơi đơn 50 để em test cho các bác nghe. Còn cái mẫu này thì bên em bán cho vài khách và bên em đã dựng rồi nhá, dựng thường xuyên. Ví dụ bác nào muốn dựng thùng luôn bên em nhận luôn nhá. Nhận luôn là dựng giáp thành phẩm luôn cái mẫu bát này. Con này lên thùng quá chất luôn không ạ? Các khách mà dùng dòng này thì phản ánh lại phản ánh lại đến em bán được. Về cái là bán được vài đôi khách về cách kêu đánh rất hay các bác nhé. Hôm nay em xin dừng video nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video mà hay các bác nhớ ấn like và ấn chia sẻ. Và ấn đăng ký kênh để theo dõi nhà em nhé.